Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng đầu tuần hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cấp bách gỡ vướng cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nét đẹp chợ phiên nông sản vùng cao Khánh Sơn ở tỉnh Khánh Hòa. Điều tra vụ người phụ nữ mang thai nghi bị chồng tẩm xăng đốt ở Đắk Lắk. Thưa quý vị, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của thành phố Hồ Chí Minh vốn là dự án vô cùng quan trọng, cấp thiết với mục đích phục vụ cho người dân thành phố. Tuy nhiên, đến nay dự án đã trễ hẹn hoàn thành hơn 5 năm, buộc chính phủ và thành phố phải có các phương án gấp rút tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cơ chế tài chính cho nhà đầu tư. Đã 3 năm qua, dự án chống ngập vẫn trong cảnh im lìm dù đã đạt gần 93% khối lượng, hiện vẫn chưa thể thanh toán tiền vào quỹ đất cho nhà đầu tư theo hợp đồng. Việc chậm tiến độ cũng khiến vốn đầu tư tăng thêm hơn 3.000 tỷ đồng, đồng thời gây lo ngại về việc thất thoát, lãng phí, hư hao phần đã xây dựng. Dự án thì đã dừng thi công từ tháng 11 năm 2020, lý do là chưa được tái cấp vốn. Hiện nay thì dự án vẫn đang được bảo quản rất là tốt để chờ ngày thi công trở lại. Do đây là những vướng mắt vượt thẩm quyền nên thành phố đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đề xuất phương án gỡ vướng. Chụp cường lên, chờ mưa, thì hệ thống thoát nước mình không có nó đều sự ngập ngập rất là sâu ảnh hưởng đến đời sống bà con rất là nhiều các hộ dân đây là mong muốn ba điều điều thứ nhất là sớm hoàn thành để cho các hộ dân đây hưởng phúc lợi chính phủ cũng đã lập tổ công tác chỉ đạo rà soát tháo gỡ vướng mắt hy vọng dự án sớm được thúc đẩy thi công hoàn thành phát huy hiệu quả đầu tư sau 6 năm triển khai công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp Việt Nam đã có những nỗ lực được Ủy ban châu Âu EC đánh giá tích cực. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kết luận chính thức về việc gỡ thẻ vàng hay không, do đó công tác này vẫn được các địa phương tiếp tục kiên trì thực hiện. Đối chiếu hải sản bốc dở với nhật ký khai thác của toàn bộ tàu cá cập cảng, quy trình này được cán bộ ban quản lý cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng thực hiện nghiêm ngặt nhằm phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản theo quy định. Kiểm tra đối chiếu tàu có nằm trong danh sách tàu IUU hay không sau khi tàu cập cảng làm thủ tục để mà bốc dỡ thủy sản qua cảng thì đội sẽ kiểm tra cái nhật ký khai thác đúng với lại cái tọa độ khai thác của tàu hay không. Ban quản lý còn bố trí cán bộ tiếp nhận theo dõi, cập nhật thông tin tàu cá 24 trên 24. Nhờ đó tàu cá của ngư dân các địa phương khi vào đây bốc dỡ hải sản đều có ý thức chấp hành quy định. Các tàu đều duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình trong suốt chuyến biển. Phải bật mấy giám sát hành trình cản kiểm tra xem mình mới được phép là nếu trong vòng 3 tiếng đồng hồ phát tín hiệu là là họ tới nhà rồi. Việc tuân thủ quy định không chỉ hướng tới đảm bảo lợi ích của người dân, phát triển ngành thủy sản bền vững mà còn thể hiện cam kết của Việt Nam đối với việc bảo vệ môi trường biển. Tại ấp 2 xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, việc canh tác vườn cây ăn trái của bà con nông dân đang ngày một khó khăn hơn khi mà nguồn nước tưới tiêu duy nhất tại địa phương bị ô nhiễm suốt thời gian dài, bốc bụi hồi thối. Bằng mắt thường cũng nhìn thấy nước dưới rạch bà trường có màu đen kịt để có nước tưới tiêu cho vườn cây ăn trái. Nhiều nông dân phải dẫn riêng một đường nước sạch đi xa 200m ra vườn, tốn nhiều chi phí. Phải sử dụng nước máy, phải hào tốn thêm. Mà nước máy tứ nó cũng đâu có bằng nước sông đâu. Nó có cái chất tẩy cho nên là nó cũng dở. nhưng mấy cái vườn cái bên này nó không có nước máy là giờ nó chết đứng rồi đó. Theo người dân, nguồn nước bị ô nhiễm là do cơ sở mua bán và chế biến trái cây gần đó xả nước thải xuống rạch. Ba con mít mà là 300 gốc, hiện tại là nước này kia nó ô nhiễm rồi tôi không có tưới được uống nước tôi mới dịch lúc ngày hôm ngày tôi không biết sao nó nó quạt 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 nó kìa cách đây hơn 2 tuần phòng tài nguyên môi trường huyện cao lãnh cùng các ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản xử lý bộ địa phương thì sẽ xử lý bước đầu rồi nếu mà còn tiếp tục sẽ diễn ra nữa thì sẽ đề nghị vào huyện nông dân mong muốn tình trạng ô nhiễm nguồn nước rạch bà trường sớm được xử lý dứt điểm để có nước sạch phục vụ sản xuất đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm tạo thêm địa điểm giao thương cho bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn. Từ tháng 9 qua, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức mô hình chợ phiên nông sản vào buổi sáng thứ Bảy của tuần cuối cùng mỗi tháng. Tuy mới diễn ra ba phiên, nhưng nơi đây đã dần trở thành điểm hẹn giao thương, văn hóa, văn nghệ, mang đậm nét truyền thống riêng của đồng bào Rắc Lê Khánh Sơn, thu hút đông đảo người dân và du khách. Mỗi phiên chợ có bình quân khoảng 20 gian hàng của bà con dân tộc thiểu số. Các mặt hàng khá đa dạng phong phú, chủ yếu là các loại nông sản do chính bà con làm ra hoặc thu hái từ rừng cùng mặt hàng đan lát truyền thống. Mỗi kỳ chợ phiên còn là dịp bà con có thể trao đổi, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm lao động sản xuất buôn bán, từ đó mạnh dạng hơn trong việc đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Hôm nay lần đầu tiên em tham gia phiên chợ tôi học sáng giờ bán hết rồi mấy cái mặt hàng từ nông sản mình làm ra ở đây bán các mặt hàng không bị tràn ép như uh, bán ở ngoài kia. Mong muốn là uh, các phiên chợ như thế này thì tốt nhất là hàng tuần để cho các uh, người mua hàng uh, được tiếp cận với lại các nông sản sạch nhiều hơn. Không chỉ là nơi giao thương hàng hóa, người dân và du khách đến với chợ phiên còn có thể tham gia các trò chơi vui nhộn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc của người Rác Lai, Khánh Sơn tiếp theo cho phần sau của chương trình. Phát hiện 30 đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke vào lúc rạng sáng. Nhà dân bốc cháy sau tiếng nổ lớn, 5 người thoát chết. Thưa quý vị, tại tỉnh Đắk Lắc, một người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 8 đã nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng. Người nhà nạn nhân cho biết người này bị chồng tẩm xăng đốt. Hiện công an đang điều tra xác minh vụ việc. Theo thông tin, vụ việc xảy ra tại thôn Thanh Cao, xã E Tân, huyện Công Năng. Nạn nhân đang mang thai 33 tuần. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, chiều 23 tháng 11, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân tên O, 21 tuổi, trú tại xã Ea Tân, trong tình trạng bị bỏng xăng từ độ 1 đến độ 3 ở vùng đầu, mặt, cổ, cánh tay, lưng và đùi. Người nhà của chị O cho biết chị bị chồng dùng xăng đổ lên người, châm lửa đốt vào chiều ngày 22 tháng 11. Sau đó bệnh nhân được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, thành phố Buôn Ma Thuột cấp cứu và tiếp tục được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Hiện thai phụ đã được chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. Rạng sáng hôm qua, khi kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, lực lượng công an đã phát hiện nhiều thanh niên dương tính với chất ma túy. Qua kiểm tra, tại 4 phòng của cơ sở kinh doanh karaoke này có nhiều thanh thiếu niên có biểu hiện sử dụng ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh 33 đối tượng tại các phòng hát karaoke, có 30 đối tượng dương tính với ma túy lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Những người này thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm kinh doanh karaoke. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Trưa hôm qua, chỉ trong vòng khoảng 10 phút, hai đối tượng đã trộm thành công hai chiếc xe máy đắt tiền tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đáng nói là hai vụ trộm đều do cùng các đối tượng thực hiện. Cụ thể, khoảng 12 giờ 56 phút, hai đối tượng chở nhau vào hẻm 989 đường tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức. Thấy một chiếc xe máy tay ga để trước phòng trọ, đối tượng ngồi sau liền tiếp cận, đối tượng còn lại đứng cảnh giới. Tên trộm sau đó dắt chiếc xe ra khỏi dãy nhà trọ, bẻ khóa, tẩu thoát. Chủ xe cho biết anh vừa đi làm về, dựng xe trước dãy nhà trọ để vào phòng lấy đồ rồi đi tiếp, nhưng khi quay ra thì xe đã bị mất. Khoảng hơn 10 phút sau, hai đối tượng này lãng vãng trên đường 38, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An phát hiện một công ty đang mở cửa nhưng không có ai. Tên ngồi sau lén vào bẻ khóa trợ một chiếc xe máy của nam nhân viên công ty. Chủ xe cho biết thời điểm này có shipper tới giao hàng cho một nhân viên khác. Người này ra nhận hàng mà quên mang tiền nên quay vào trong lấy để cửa mở nên tên trộm lợi dụng cơ hội lấy xe. Hiện hai vụ việc đã được trình báo cho công an để điều tra, xử lý. Hôm qua tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, người dân đã phát hiện thi thể một người phụ nữ tử vong dưới sông Sài Gòn, công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Chiều cùng ngày, người dân phát hiện thi thể trên trôi giữa sông Sài Gòn đoạn qua cầu Phú Long phường Thạnh Lộc nên kéo vào bờ rồi trình báo. Công an có mặt ghi lời khai nhân chứng điều tra vụ việc, ghi nhận ban đầu nạn nhân khoảng 40 tuổi, mặc quần màu vàng, áo màu đỏ, áo khoác nhiều màu, trên người không có giấy tờ tùy thân, ước tính tử vong được khoảng 2-3 ngày. Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân và xác minh danh tính nạn nhân. Cũng tại quận 12, tối qua người dân bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn rồi đám cháy bùng lên tại một ngôi nhà. May mắn 5 người trong nhà đã thoát kịp, không có thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 40 phút, người dân ở phường An Phú Đông, quận 12 nghe thấy tiếng nổ lớn kèm mùi khét đặc. Sau đó, đám cháy bốc lên tại ngôi nhà có địa chỉ số 15, xuyệt 8, xuyệt 1C, đường vương Lai nối dài. Năm người đang ở trong nhà kịp thời thoát ra khỏi hiện trường. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận 12 đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ngôi nhà có là phòng bằng gỗ khiến lửa bùng phát dữ dội. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày đám cháy được kiểm soát. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Hôm qua, một vụ cháy lớn cũng đã xảy ra tại khu nhà ở bán trú của một trường học ở huyện Sốt Cột, tỉnh Sơn La, khiến một học sinh lớp 9 tử vong. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ cùng ngày tại khu nhà ở bán trú của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nà Khoang. Đám cháy đã khiến một em học sinh nam dân tộc Mông trú tại bản Hủy Dương, xã Mường Và tử vong. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ. Xã Mường Và là xã biên giới của huyện Sốt Cột, tỉnh Sơn La. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế còn nhiều khó khăn. Do quãng đường từ trường về nhà khá xa, các em học sinh chủ yếu ăn ở, học tập tại trường theo hình thức bán trú. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình. Lễ hội đua thuyền thả đèn nước và cúng trăng đúc cúng dẹp tại Campuchia ra mắt cây thông Noel cao nhất nước Mỹ ở bang Texas. Thưa quý vị, ông Andy Stone, người phát ngôn tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ, đã bị Bộ Nội vụ Nga đưa vào danh sách truy nã tại nước này. Nhiều cơ quan truyền thông Nga đưa tin ông Stone bị truy nã liên quan đến một vụ án hình sự, nhưng không đều rõ chi tiết. Nga đã coi Meta là một tổ chức cực đoan không lâu sau khi xung đột ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái. Tháng 3 năm ngoái, Ủy ban điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự đối với các nhân viên của Meta với cáo buộc tiếp tay cho các hành vi bạo lực với công dân Nga. Các ứng dụng của tập đoàn này gồm Facebook và Instagram cũng bị chặn tại Nga vì cho phép các phát ngôn thù hận với người Nga và phát tán các nội dung sai lệch về hoạt động quân sự của Nga. Ông Stone khi đó thông báo Meta đã tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm đối với những người dùng kêu gọi bạo lực nhắm vào các quân nhân Nga. Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta là Nick Clegg biện hộ rằng biện pháp này chỉ để cho người Ukraine chút giận trước hành động của Nga. Tuy nhiên, chính sách của Meta đã chịu nhiều chỉ trích. Tổng thư ký Liên Quốc Antonio Guterres cho rằng việc cho phép những phát ngôn như vậy là không thể chấp nhận được trong bất kỳ bối cảnh nào. Các nhà khoa học Mỹ cho biết một tảng băng lớn nhất thế giới đang di chuyển ở Nam Cực sau hơn 3 thập kỷ. Tảng băng này mang tên A23A, có diện tích gần 4.000 km vuông, tức gấp gần 3 lần thành phố New York. Kể từ khi tách ra khỏi thềm băng Fuse Neuron ở Tây Nam Cực vào năm 1986, một tảng băng trôi, nơi từng là trạm nghiên cứu của Liên Xô, đã đứng im sau khi phần đế của nó bị mắc kẹt trên đáy biển Weddell. Do gặp gió và dòng chảy mạnh, tảng băng trôi nặng gần 1.000 tỷ tấn hiện đang trôi nhanh qua mũi phía bắc của bán đảo Nam Cực. Nếu tăng tốc độ, tảng băng khổng lồ này sẽ có thể trôi vào dòng hải lưu vòng Nam Cực và đưa nó về phía Nam Băng Dương trên con đường được gọi là hẻm tảng băng trôi, nơi những tảng băng khác đang trôi trong vùng nước tối có khả năng A23A sẽ cập vào đảo Nam Georgia. Điều đó sẽ gây ra vấn đề cho động vật hoang dã ở Nam Cực, ảnh hưởng tới hàng triệu con hải cầu, chim cánh cụt và chim biển sinh sản trên đảo và tìm kiếm thức ăn ở vùng biển xung quanh. Lễ hội đua thuyền, thả đèn nước và cúng trăng đúc cốm dẹp là một trong ba sự kiện thường niên quan trọng nhất ở Campuchia, cũng là kỳ nghỉ lễ dài cuối cùng trong năm của người dân ở quốc gia Đông Nam Á này. Chiều qua, lễ hội đã được khai mạc tại xứ sở Angkor. quốc vương Narodom Sihamoni đã đến chủ trì lễ khai mạc với sự tham gia của nhiều quan chức, khách mời và đông đảo người dân. Được nối lại sau 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngày hội đua thuyền năm nay thu hút 337 thuyền đua của 25 địa phương và các bộ ngành của Campuchia tham gia tranh tài, đông nhất từ trước đến nay. Lễ hội đua thuyền thả đèn nước và cúng trăng đốt cớm dẹp được người dân Campuchia tổ chức để cảm ơn mẹ nước và những dòng sông đã ban nước, vùng đắp phù sa giúp đất đai phì nhiêu cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đồng thời cảm ơn trời đất đã ban mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng thuận lợi và người dân có cuộc sống ấm no, đầy đủ. Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11 với nhiều hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức ở khắp các địa phương, trong đó tâm điểm là ở thủ đô Nam Bình. Tại Thái Lan, lễ hội tiệc buffet siêu lớn thường niên dành cho khỉ đã diễn ra vào ngày hôm nay ở địa điểm tổ chức quen thuộc là thành phố Lopburi, cách thủ đô Bangkok 150 cây số về phía bắc. Hàng tấn trái cây tươi và nhiều món tráng miệng đã được bày sẵn để chiêu đãi hàng ngàn chú khỉ hoang sống tự do trong thành phố. Với những khách du lịch lần đầu đến đây, việc chứng kiến từng đàn khỉ tranh nhau những món ăn yêu thích như chuối, xoài sầu riêng, măng cục dưa hấu là một trải nghiệm choáng ngợp. Tôi cho rằng bữa tiệc là để khen thưởng những chú khỉ đã giúp đỡ người dân địa phương thúc đẩy kinh tế. Tuy nhiên, không ít người dân địa phương lo ngại rằng số khỉ lớn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Năm 2018, chính phủ Thái Lan đã mở chiến dịch triệt sản đàn khỉ trong thành phố, nhưng kết quả thực tế không mấy cải thiện. Tuy nhiên, tại thành phố Lopburi cổ kính này thì lễ hội luôn là điểm nhấn để thu hút khách du lịch. Năm nay, hoạt động này đã bước sang năm thứ 35, và sự kiện thường được tổ chức vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 11. Một trung tâm thương mại ở bang Texas nước Mỹ đã ra mắt cây thông Noel cao gần 30 mét. Đây được xem là cây thông Giáng sinh cao nhất nước Mỹ trong năm nay. Trung tâm thương mại Galleria Dallas ở thành phố Dallas bắt đầu trưng bày cây thông này vào cuối tuần qua. Cây thông cao 29 mét được đặt ngay giữa sân trượt băng của trung tâm thương mại được trang trí bằng đèn nhấp nháy và dĩ nhiên là không thể thiếu ngôi sao vàng trên ngọn cây. Ở đây họ trang trí rất đẹp. Cây thông này là một trong những cây thông Giáng sinh cao nhất. Thật vui khi được đến đây và cùng vui đùa với gia đình. Hàng trăm công nhân đã mất 5 ngày để hoàn thiện cây thông này, bắt đầu với một khung thép nặng 5 tấn làm lõi. Sau đó người ta gắn 700 cành thông tươi và 15.000 bóng đèn lên cây. Bên ngoài trung tâm thương mại, cây xanh cũng được khoác áo mới là những dây đèn màu đỏ đậm chất Giáng sinh. Ở tập 22 phim Dâu Bể Mùa Xưa, bà Ba Son và Nghĩa đấu tranh dằn xé nội tâm khi đứng trước quyết định có nên vạch trần dù để trả lại sự trong sạch cho mẹ con bông. Dù tình cờ biết được ý định này của cả hai nên sợ hãi tìm cách đối phó. Kể từ ngày có con, Hiếu hạnh phúc với vai trò mới nhưng hạnh phúc càng nhiều thì hiếu càng tự ti về khuyết điểm của bản thân hiếu không thể tự tay ẵm con và chăm sóc đứa bé như những gì một người cha phải làm anh cố gắng tập co duỗi tay với hy vọng sự cố gắng của mình sẽ có kết quả những tin tiết hấp dẫn trên sẽ được hé lộ trong tập 22 phim dâu bể mùa xưa phát sóng vào 19h30 hôm nay trên kênh HTV7 Thông tin cập nhật, thưa quý vị, tới rạng sáng nay, công an thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường và đang truy tìm một xe container đã bỏ đi sau vụ tai nạn làm một người chết. Khoảng 22 giờ 30 phút đêm qua, một nam thanh niên chạy xe máy bản số 36B58831 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ An Phú đi quốc lộ 1K. Khi đến đoạn khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, thì xe máy trên va chạm vào một xe tải đang đậu sát lề để vá vỏ nam thanh niên văng về phía trước ngã xuống đường lúc này một xe container chạy tới cán qua người khiến anh này tử vong tại chỗ nhân viên vá vỏ cho biết sau tai nạn chiếc container chạy chậm lại rồi tấp vào lề nhưng khi anh này vừa chạy bộ lên gặp tài xế thì bất ngờ người này tăng ga chạy đi công an thành phố di an đã tới khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.